Ok, vậy đã hoàn thành cái dàn móng rồi. Quá tuyệt vời, xuất sắc. Nhân lực tốn tới 12 người. Làm tốc độ từ 1 giờ cho đến hơn 4 giờ một tí. Chỉ còn mỗi cái bậc tam cấp kia nữa thôi là xong. Dàn đế xi măng. Và bây giờ là cũng trời sắp chuẩn bị mưa luôn. Phải nói là kinh trên biển luôn. Vừa làm xong là trời mưa luôn. Trời đang kéo cơn về. Tối mò mò luôn rồi. Gió đang lớn lớn nó về rồi. Là quá tuyệt vời. Tổng chi phí là hết 30 bao xi măng. 30 bao xi măng các bạn. Đổ đế xi măng. Đổ cái này thì cái kỹ thuật rồi. Mấy bác đổ bác thầu thì cứ ngồi em tính mà. Cứ một bao xi măng là 6 xô đá và 4 xô cát. Đấy, mà nó đen thui như vậy nè. Đổ tới đầu nó gần như khô tới đấy rồi. Thế là để ngày mai là nghỉ ngơi là 11 là làm. Giờ thì các thợ là chỉ còn 15 phút nữa là xong. Cái dàn đế xi măng này là hoàn tất công việc. Cảm ơn các bác thợ hồ đã đến hỗ trợ. Và các anh thân quen đã hỗ trợ để làm cho đúng kịp giờ. Để trước lúc sợ bị mưa. Thì làm xong là mưa là đẹp luôn. Và ổn định để ngày mai nghỉ ngơi. Giờ là chuẩn bị chúng ta sắp sửa nghỉ ngơi. Rồi đi ăn uống. Ăn uống. Bổ dưỡng. Còn 15 phút nữa là ra xong. 15 phút nữa là xong. Phải đòi hỏi sức khỏe kiên cường để làm được mấy cái điều này. Để bồi dưỡng cho các bác ưu ái hơn nữa. Mấy ông bác thợ hồ này á, nếu mà mình không bồi dưỡng cho ông á là mai ông lười lắm. Ông có khi ông làm ẩu nữa chưa. Đấy. Cho nên mình có phải bồi dưỡng cho họ để họ làm nó tốt hơn, cho việc nhà mình nó suôn sẻ các bác. Cái nhà mình có xây cái móng nó có chắc nó đi vững được. Sau này có làm cái gì nó cũng tốt các bác ạ. Nó không bị nứt nẻ, nó không có bị gạt tường. Tốn tiền một lần thôi thì có tốn nhiều lần. À, quá tuyệt vời. Xem bên nào. Ok ok. Cứng hết rồi nè. Hết đống đá rồi, hết đống cát rồi. Rồi, cảm ơn các bác nha. Các bác nào có ý kiến gì ủng hộ cho em một like cho vui, vui nhà vui cửa. Video này em quay em chia sẻ cho các bác nào có nhu cầu xây dựng nhà cửa thì bên em cũng có nhiều một số các cá nhân, công ty thiết kế và xây dựng để phục vụ cho các bác luôn ha. Xây nhà từ nhà cấp 3, cấp 4, cấp lầu gì đấy, các bác muốn xây gì đó xây. Như có nhu cầu thì bên em sẽ tư vấn luôn cho các bác luôn. Bởi vì có người quen làm xây dựng ha. Rồi, còn bác nào mua bán khi gửi nhà đất, mua đất xong xây nhà thì kêu mấy ông thợ để nhận thầu luôn làm cho các bác tại Long Thành luôn, cho yên tâm ha. Xin chân thành cảm ơn, goodbye.